khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, cụ tổ 10 đời của chúng tôi tên là Uy Nhuệ, từ thôn Yên Định, xã Ân Quát, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nay là thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ra khai cơ tại làng Hoa Duệ, nay thuộc xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sau đó tiếp tục ra định cư tại làng Yên Lương, xã Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là khu Yên Đình, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ngài đã đặt dấu ấn đầu tiên trên quê hương Nghệ An trù phú và xinh đẹp với nghề thầy thuốc và phụng thờ đạo Phật để cứu nhân độ thế. Và con cháu cũng noi gương tiếp tục kế thừa nghề thầy thuốc đến ba đời sau nữa. Thời các cụ ra khai cơ để định cư nơi này, các vùng đất còn hoang sơ phải vượt qua bao vất vả khó khăn để khai hoang, tạo dựng nên cơ nghiệp, và con cháu của chúng ta ngày hôm nay lại tiếp tục truyền thống ông cha để kế thừa và phát huy. Qua hơn 10 đời gắn bó với xứ Nghệ, hôm nay do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện tự nhiên, nhà thờ của chi họ chúng tôi cũng chưa được to đẹp để phụng thờ tiên tổ. Vào những năm gần đây, con cháu đã cố gắng nỗ lực và đạt được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp cuộc sống. Vì vậy, đầu năm 2022, với sự khởi xướng của ông Trương Văn Minh, tộc trưởng chi họ, cùng sự đồng lòng của toàn thể con cháu, nhà thờ mới của dòng họ đã được khởi công xây dựng. Công trình được khởi công vào ngày 12 tháng 2 năm Nhâm Dần năm 2022, hoàn thành đưa vào sử dụng phụng thờ vào ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Dần. Toàn bộ công trình thực hiện trong suốt 9 tháng 9 ngày. À, đấy là một cái niềm mơ ước của con cháu Hầu Duệ, bao nhiêu đời của dòng họ. Con cháu đã khát khao từ lâu, đến nay mới có cơ hội để làm một cái tư đường thờ phụng tổ tiên và các vị tiền nhân của dòng họ. Nói chung công trình hoàn thành xong thì không những là cá nhân của tôi mà cả dòng họ bao đời, các thế hệ đang sống rất là vui mừng và cảm thấy là tự hào và viên mãn. Ý nghĩa của làm nhà thờ của dòng họ nhà tôi thì là để làm gì? Để cho con cháu những ngày lễ Tết tề tựu hội tụ về đây hàn huyên tâm sự cùng nhau, để thấu hiểu những cái gì được mất trong cuộc đời, và từ đó con cháu để nhận họ, nhận hàng, ai là trên, ai là dưới, và cùng nhau tâm sự thêm những cái gì trong cuộc đời, trong xã hội, để học hỏi nhau và phát huy những cái tiến bộ nhất để phát triển cùng với đất nước, cùng với xã hội. Công trình được sự đồng thuận chung tay góp sức của toàn thể con cháu dòng họ, đặc biệt là ông Trương Văn Việt và ông Trương Tấn Bông, đã kính hiến toàn bộ 1.056,4 m² đất và 170 m³ gỗ lim Lào, 3 m³ gỗ vàng tâm, 7 m³ gỗ rổi và rất nhiều công đức của con cháu. Dòng họ chúng tôi rất xúc động và mãi mãi tri ân những tấm lòng thơm thảo của nhiều bà con trong và ngoài dòng họ đã đóng góp công đức cho công trình này. Sau khi mệnh lệnh xây dựng nhà thờ được phát đi từ hội đồng gia tộc và ông tộc trưởng, toàn họ chúng tôi bắt tay ngay vào để thực hiện công trình. Từ thiết kế, chỉ đạo, thi công do cử nhân Trương Tấn Bông, hậu duệ đời thứ 10, làm tổng công trình sư.
Kỹ sư Mai Văn Tịnh, quê quán Hải Vân, huyện Hải Hậu, Nam Định, lấy mực thi công, kỹ thuật trưởng công trình. Nghệ nhân Nguyễn Văn Sang, quê quán xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam, là nhà điêu khắc tinh xảo và rất nhiều tổ thợ giỏi cùng nhau để hoàn thành công trình này. Nhà thờ họ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh với đa số người dân Việt, bởi đó chính là thế giới thu nhỏ của các vị tiền nhân trong gia tộc, nơi hội tụ hồn thiêng dòng tộc, nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày, cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi của cha ông đang dõi theo mọi việc làm của con cháu để ngăn ngừa điều dữ, phù hộ độ trì mọi việc được hanh thông, an thái. Nhà thờ họ cũng là nơi lưu giữ gia phả, duy trì bản sắc dòng họ và cũng là nơi vinh danh, lưu danh các bậc hiền tài, dày công dày đức trong họ để con cháu mãi mãi noi gương. Dòng họ càng lâu đời, cháu con càng đông đúc, kẻ bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa. Vậy nên nhà thờ cũng là nơi con cháu gặp gỡ, là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về nguồn cội. Nơi đây chúng ta nhận họ nhận hàng, ta nghiền ngẫm, nghĩ suy về ước nguyện của bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi lúc đói khi no, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Ý nghĩa của nhà thờ họ lớn lao như vậy, cho nên tiêu chí đặt ra là phải tôn nghiêm, đẹp đẽ, cao ráo, thoáng đãng và tiện lợi. Kiến trúc vừa truyền thống cổ kính nhưng đồng thời cũng phải mang được dáng dấp hiện đại. Làm thế nào để công trình tồn tại hàng trăm năm mà không lạc hậu? Đó là nỗi mong ước, là niềm trăn trở của con cháu. Nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ với sự đồng lòng chung sức, từ đường nhà thờ tổ họ Trương, chi thứ 3, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, được tọa lạc trên khu đất thuộc khối 2, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thật uy nghiêm. Một công trình văn hóa tâm linh, là ngôi nhà chung thiêng liêng của dòng tộc, là tài sản vô giá của muôn đời để lại cho con cháu cùng thờ. Dưới mái ấm từ đường, trước linh thiêng tiên tổ, chúng con, hậu duệ các đời xin nguyện với ông bà tổ tiên, mang hết tài năng, tâm sức xây dựng gia đình, dòng họ, xóm làng, đất nước ngày càng phát triển, duy trì nếp sống gia phong, vun đắp cho phúc đức dòng họ cao dày mãi mãi. Yến dực si miêu thừa hậu thế, vượng mau tế mỹ diệu tiền nhân. Có nghĩa là xây dựng cơ nghiệp lưu hậu thế, con cháu hiển đạt rạng tổ tông. Kính chúc từ đường trước tộc chúng ta mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững. Chúc toàn thể gia tộc đoàn kết, yêu thương,
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chúc cho sự đoàn tụ của đại gia tộc chúng ta thật hạnh phúc, viên mãn. Thank you.